Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với hơn 59.000 bị hại ở 40 tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là mua thông tin khách hàng, bao gồm số điện thoại và địa chỉ. Chúng gọi điện, tư vấn, lừa bán SIM điện thoại không còn giá trị sử dụng cho nạn nhân. Ngoài ra, chúng còn lừa bán dược phẩm phong thủy giá trị thấp với giá bán cao cho những người nhẹ dạ cả tin, mê tín dị đoan. Tại nhà riêng của Cao và Hằng, lực lượng công an thu giữ 10 bộ máy tính, 11 điện thoại di động, hơn 1.000 thẻ SIM điện thoại, nhiều vật dụng được gọi là thẻ bùa, giấy chứng nhận công đức, dược phẩm phong thủy. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, từ năm 2019 đến nay, chúng đã lừa đảo hơn 59.000 bị hại với số tiền gần 14 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.